Em xin chào tất cả các bác, em đang có mặt tại quầy đồ điện tử cũ ở quán rất xa. Em đạp đi khoảng tầm hơn 30 phút mới đến nơi, 40 phút mới đến nơi. Đây trên tay em đang có mấy con loa bát rời của Onkyo và loa Bow cũng như JBL bên này. Đây bát 40 rất to. Đây là mấy con bát 20 của Onkyo và 30 của Bow. Em sẽ quay cho bác xem trước. Bát 20 này, găng tay của em này. Con này thì Onkyo ICS20SDH có giá là khoảng tầm hơn 800.000 một cái như thế này. Còn rất là mới, rất là đẹp. Màu trắng. Kenzo Umekomi speaker. Umekomi là lắp. Kenzo là trần. À sao? Thì nó có 3 con cùng một mã như nhau. Và tất nhiên là giá thì cũng như nhau và ngoại hình cũng đẹp như nhau. Thì có giá hơn khoảng tầm hơn 800 khoảng tầm 800 nghìn một cái như thế này. Bát 20 nha bác, nha lại bát 20. Màu trắng Onkyo. Mã nó đây. ICS20EHD. Còn đây là một con. Đây có hộp Bow này. FreeSpec DS40F. Con này thì chắc là made in Onkyo này là made in Malaysia nha bác. Đây này. Công suất của nó 100W một cái. Quên không quay cái này các bác khỏi, không quay cái này thì mất công. Model nó đây, 100W 6 ohm này. Made in Malaysia này. Đấy. Ba con này thì như nhau thôi. Em sẽ quay đến con Bow này. Con này khá nặng, có một cái. Mã của nó là FreeSpec ACE. DS40F không có năm sản xuất, cũng là loa bên trong nó có nhìn thấy có thấy được một cái bên trong này. Con này có giá là 1.3 triệu, một triệu gần 1.4 triệu. Bát 30 thông số phía sau này không có ghi. Đây con này có 8 ohm này, sản xuất từ Made in China này. Công suất của nó thì không thấy gì ở đây. 92 decibel, 8 ohm. Đấy, còn công suất thì không thấy gì. Design là in USA nhưng mà Made in China. Đấy, không thấy ghi công suất đâu bác. Rồi em sẽ sang quay mấy cái của thằng JBL bên này. Đây là mấy cái con bát 40 của JBL rất là to. Bát 35 không phải 40 đâu. 40 là cả khung ngoài, nhưng mà cái màng từ gân loa này vào thì màng loa gân loa này chỉ có 35 thôi. Con này 100 decibel, 400W nha các bác. Tối đa là 400W, say đai New Ryoku 400W. 8 ohm. Đấy, 40 đến 2500 hertz tần số. Bảo hành 6 tháng. JBL I140-8. Đấy, em dùng lại cho bác xem rõ hơn. Đây nó có 4 cái. 2 đôi. 1980 này. Giá mới của nó không có, bây giờ bán là 9 triệu một cái như thế này. Úi giời ơi. 9 triệu một cái. Chói nhờ. Đấy. Một đôi như này nhá. Còn bên này là một đôi khác à. JBL D130H này. Con này thì cũng đường kính tương tự thôi. 40 à. Đường kính 35. À, bát 35. Con này thì 38cm đây. Có ghi cm này. 38 này. Đường kính 38. Thế con bên này cũng là đường kính 38 như nhau. Hai con này bằng nhau. Con này thì nhìn nó cái mặt... loa nó không có mấy cái đường gân gân như cái con bên này. Đấy, các bạn có thể thấy đường gân sóng, hai con khác nhau đấy. Thì con D130H này đắt hơn rất là nhiều, gấp rưỡi con kia. Nó có giá là khoảng 13 triệu rưỡi một cái, à một đôi như này. Con này là 9 triệu một đôi như này nha bác. 9 triệu một đôi nhá. Hôm nay em nói nhầm một cái. Bên này là 13 triệu rưỡi một đôi như này. JBL. Rất là đắt.
tần suất 1980. Đắt thật. À, nâng lên xem ở dưới. Ôi, nặng lắm. Rơi phát thì vỡ mồm. USA nha các bác. Có ghi USA ở dưới. Đắt thật. Bát được rưỡi một đôi như thế này. Đây thì ở đây nó có mấy con bát rơi như này. Em sẽ đi một vòng xem còn con nào nữa không. Em quay cho bác xem luôn. Ở trên này là có mấy con này. Đây, bót kia 17 triệu rưỡi một đôi. Một cái súp hơi này 802 series 2 này. Giá mới của nó nhá. Nó là 70 triệu. Và giá cũ của nó bây giờ là 17 triệu hơn. Là thật. Và đây bác coi. Đấy. À, tối đa là 600W. À, bình thường là 240W. Rất là khủng. 17 triệu. Rất là to, rất là khủng. Ở phía trên thì có mấy cái JBL. Cái gì nhỉ? Cái này gọi là gì được? Em quên mất cái này. Đó là cái. Nặng lắm, đắt thật. Con cái này không thôi. Vòi này thôi nhưng mà nó là 7 triệu thôi nhá. JBL nhá. Đấy, mấy cái nó đây, rất là nhiều này. Antech này cũng 8-9 triệu này. Đây này. Rất là nhiều và rất là đắt. Rồi em sẽ quay thêm mấy con khác vào đây. À, bên này mấy con là con thôi, em không quay. Đây thì em lượn một vòng nhưng tuy nhiên này không thấy thêm con bát rời nào nữa. Thì ở đây nó có mấy con súp này em quay cho bác xem thôi. Đây là có một con súp Ufer System ISTFSW 050 của Yamaha đó. Con này có giá là 1 triệu thôi, sản xuất 1 triệu 2. Đấy, sản xuất năm 2007. Nặng khoảng tầm 9 cân. 8-9 cân gì đấy. Sản xuất 2007, khoảng 3 tháng. À, không thấy ghi công suất ở đây. Không thấy ghi bát. Rồi con này cũng khá nhỏ, nhìn dưới thì thấy được có khoảng tầm 16. 16 gì đấy. Một con nha. Ở dưới này là con Onkyo. Súp Onkyo. Con này thì có giá khoảng tầm 1,5-1,6 triệu. Và rồi 20, súp 20, bát 20 nha. Đường kính 20 nha bác. Sản xuất 2006. Công suất nhập lực là 75W. Tần số là 1000Hz, 1500Hz. Đây có rất nhiều con súp ở đây. Đây là một con súp khác của Yamaha. IST SW015. Con này có giá 700.000 thôi. Nặng lắm, 10 cân. 2003 sản xuất. Đấy. Và để em quay phía sau. Made in Malaysia, Indonesia nha các bác. Công suất là 38W. Hơi bé. Phía sau là một con Onkyo SL105. Thì con đấy cũng có giá là khoảng tầm hơn 2 triệu 2,2 triệu. Và ở đây có một đôi Yamaha IST-SW45. Có giá cũng 700.000 hơn. Giống con trước em mua cho anh Kiên Thái Bình. Nó hơi khác chứ con anh Kiên thì cao hơn con này chút. Nhưng mà kích thước thì nó gần gần như nhau. Giá nó cũng như nhau. Đấy. Bên này có rất nhiều súp. Súp Yamaha này. Nó có cũng 700.000. Có 50W. Và tần số là từ 30-200Hz. 50W này bác, ghi này. Đấy, Yamaha IST-SW40. Đây là Yamaha 10S40DR. Không có thông tin gì thêm. Không ghi thông tin gì đấy hết. Mà nó hơi bị vướng nên nó không xoay đằng sau để đọc cho bác xem được, các bác thông cảm nha. À, dưới là một con Yamaha IST-SW010 có giá là 1,3 triệu. Đấy, cũng không có thông tin gì, không ghi được. Bát ở dưới này nhỏ 16, sờ xuống có thể thấy được. Bên này thì có một con hai con Onkyo. Onkyo này có giá 1,7 triệu hơn, 1,8 triệu đi. Con này thì
cũng không có thông tin nhiều, thì có dây nguồn, dây AC adapter và nó khá là to. Bên này là một con Bass 20 của Onkyo SL A250, có giá 1,5 triệu hơn, sản xuất 2006. Đấy là có mấy con vậy. Đấy, trên này là Onkyo SHVK V50, có giá 900.000, khá là rẻ. Bass này thì cũng nhỏ thôi, công suất là 70W. Và phía sau là con Tannoy TS8. Con này thì đắt, Tannoy thì nó đắt hơn. Con này sang made in England. Bass của nó là 20. Không đến 20, 16. Bass 16. Và có giá 5,5 triệu nha bác, sản xuất 2004. Công suất của nó là 160W. Đấy. Đây là một số con Bass và cái súp hơi. Cái súp để em quay cho bác xem. Thì tạm thời em đang còn tìm thêm nhưng mà chưa có ra. Thì các bác chờ em một chút, em sẽ tìm thêm mấy con lọc xì và giải mã, nhưng mà hầu như là rất ít, không biết người ta bán đi đâu mà không thấy ra ngoài quán này. Em xin cảm ơn các bác theo dõi video của em. Và em sẽ quay tiếp ở các video lần sau. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.